Hà Sam xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn thấy không? Hôm nay em nhìn Hà Sam rất là ngầu. Và với cái vẻ bề ngoài ngầu như thế này ấy, thì hôm nay ấy, Hà Sam sẽ đi làm siêu điệp viên. Và ngày hôm nay ấy, siêu điệp viên Hà Sam ấy sẽ phải một mình chống chọi với một đoàn quân. Eo ơi, bọn chúng có súng đấy các bạn ạ. Và Hà Sam ấy cũng phải trang bị cho mình một khẩu súng. À không, đây là tay thôi, còn khẩu súng thì bên kia cơ, tí nữa Hà Sam mới cầm. Chỉ với một mình Hà Sam và một khẩu súng đấy thì Hà Sam sẽ đi bắn tất cả những cái bọn mà gian ác, bọn xã hội đen xấu xa nha. Và nếu các bạn thấy video của Hà Sam hay thì đừng quên cho Hà Sam một like nha, một đăng ký và nhớ chia sẻ video cho Hà Sam nữa nha. Nào, bây giờ các bạn hãy cùng với Hà Sam một ngày làm siêu điệp viên thôi. Wow, các bạn ơi, đây chính là Hà Sam nè, có một đôi kính màu đen rất là ngầu luôn. Thế nhưng mà trời, bây giờ là sáng hay tối kìa. Trời ơi, sao nhìn lúc nào nó cũng tối tối, nhìn như bị quắn gà này các bạn ơi. Rồi, và đằng sau Hà Sam ấy đó là một con xe, không phải là xe Dream các bạn ơi. Rồi, mà nó là xe ba bánh. Rồi bây giờ hãy tìm những tên xấu xa để hạ gục chúng nha. Ok. Yeah. Bắt đầu nè. À, đây có một tên trộm. Úi bồm nè. Này nè nè nè. Mày nè. Nào, thấy chưa? Trời ơi, đã xấu như ma cấu lại còn đòi làm trộm làm cắp. Rồi, yeah. Vậy là lần này chỉ có hai tên nữa các bạn ơi, đã bị giết. Rồi, tiếp nha. Ui, bây giờ ấy Hà Sam đang ở cảng này các bạn ơi. Rồi. Ở cảng ấy thì tất nhiên là có rất nhiều tàu rồi. Thế nhưng mà bây giờ chưa thấy tàu nào. Ok, yeah. Ở trên này có một thằng nè. Anh em ơi, nè, bắn nó nè. Ui, đây nữa nè, là còn một thằng áo đỏ nè. Đó, đỏ nè. Yo, 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 yo. Wow. Ui, mẹ ơi, sao ở đây đông vậy nè. Eo ơi, may ấy là bọn này chân tay rất là chậm nên thế nên là Hà Sam ấy bắn một phát hạ gục chúng nó luôn. Yeah. Đã diệt được 5 tên lần này rồi các bạn ơi. Ngồi tiếp nha. Nè, bây giờ vẫn đang ở cảng nè. Sao mà mệt quá vậy nè. Trời ơi, súng còn đạn không? Chắc là còn. Rồi, đấy. Bây giờ để tìm xem bọn xấu xa nào nha. Oh yeah, oh yeah. Úi giời ơi, bay. À, may quá, may quá. Nè, hai tên. Oh, 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 oh. Rồi, why? Ba thằng này ở đây làm gì? Chắc là nói chuyện hẹn hò. Súng nó giơ lên, nó chĩa thẳng vào mặt mình, nó bắn các bạn ạ. Eo ơi, lại nha. Ok nè. Rồi nè, một tên nè, hai tên nè, ba tên nè. Yo, thắng rồi các bạn ơi. Rồi tiếp nè, để xem những tên trộm xấu xa ở đâu. Ô, mấy thằng này nó đang buôn dưa lê các bạn ơi, buôn dưa lê bắn dưa chuột. Rồi ba tên đã bị hạ gục. Để xem. Why? Hai tên này cũng ở đây buôn dưa lê luôn nè. Ôi giời ơi. À không, có bọn bốn tên rồi. Yo, yo, yeah. Biết chưa, biết chưa. À, xin chào quân. Chào, xin chào chú. Chú ơi, chú là con tin ở đây à? Trời ơi, ở đây nguy hiểm lắm ấy chú ơi. Chú về đi chú. Không phải quân ơi, chú ở đây chú bán đồ chơi nè. Đồ chơi gì hả chú? Súng đấy. Trời ơi, cái súng này bắn ra pháo hoa này, con mua ủng hộ chú đi. Nhưng mà bao nhiêu tiền? Súng này rẻ thôi mà, có 250 triệu thôi. Cái gì? Súng đồ chơi mà tận 250 triệu. Thế thì con làm gì có mà mua. Thôi, con chào chú đây, bây giờ con phải đi làm nhiệm vụ đã. Ok. Các bạn ơi, cái chú này bán hàng quá đắt nên là mình bye bye chú ấy rồi. Tiếp tục tìm những tên xấu xa nha. Ok, nào. Ui, tiền kìa, tiền đằng sau các bạn ơi, các bạn có nhìn. À, sao mà nhiều tiền đây. Ui, sao cái thằng này mình bắn nó mà nó khỏe vậy các bạn ơi. Thằng này nó là, à, nó còn biết bắn lại mình nữa nè. Thằng này chính là cái thằng đầu sỏ rồi các bạn ơi. Wow, bắn nó nè các bạn ơi. Trời ơi, bắn đi, bắn đi. À, mẹ ơi, run quá mẹ ơi. Trời ơi, cái thằng này á, thằng này nó là tên xấu xa này các bạn ơi. Thằng này có biệt danh là chim cánh cụ. Yeah, thắng nó rồi các bạn ơi. Yeah, đã hạ gục được tên chim cánh cụt rồi. Yeah, tiếp nha. Yeah, oh yeah, oh yeah. À, có thằng kia nó đu lên đây làm gì không biết, nó định làm siếc khỉ à. Rồi, hai tên đã bị hạ gục.
phục luôn. Định làm sức khỉ các bạn ơi. Đây nữa nè, một tên nè, hai tên luôn. Yo. Ui, tiền ở bên kia này các bạn ơi. Bọn này nó rất là xấu xa luôn. Nó lấy rất là nhiều tiền của những người dân. Ok, let's go. Nào. Đâu kìa, à, ở đây có một thùng xăng này à. Bồ mai tên luôn. Trời ơi, chúng đứng lên thùng xăng làm cái gì không biết. Yeah, bên này có một thằng cần cẩu nè. Thùng xăng nữa nè, nổ luôn, banh nóc nhà luôn này các bạn ơi. Banh nóc nhà, bắt con gà, nướng con gà, ăn thịt gà, chơi. Tiếp nha. Mình thấy càng ngày mình càng siêu ấy các bạn ơi. Trời ơi. Mèo ơi, mình cứ tưởng là mình bắn cái thùng ga đấy ấy, thùng xăng đấy ấy, thì tất cả bọn đấy đều chết. Nhưng mà có một thằng ấy, nó đứng ở rất là xa. Nó bắn mình ơi. Lại nha, lần này không được để sót thằng nào hết. Rồi. Đây nè, đây nè, đây nè. Một thằng nè. Yeah, wow, 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 yeah. Yeah, yeah, xong. Đây nữa này, mẹ ơi, mẹ ơi, trời ơi. Bắn lệch tâm rồi các bạn ơi. Lại nha. Nè, mày nè. Mày nè, hai thằng, ba thằng luôn. Trời ơi, đường thấp thì không muốn đứng, cứ đứng lên cao làm gì. Tiếp nè, để xem lần này có những tên xấu xa nào. Ui, 1, 2, 3 luôn. Yo, một lúc mình hạ gục được 3 tên xấu xa các bạn ơi. Eo, lại làm sức khỉ nè. 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè. Wow, 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 wow. 5 nè. Wow. Trời ơi, may quá, còn một cái thằng đua ở trên dây ấy. Nhưng mà mình đã chạy qua nó rồi. Lại là chú à? Cháu ơi, chú bảo. Chú nói gì à? Nhưng mà cháu nói trước là cháu không có tiền đâu. Cháu làm cái nghề này nó nghèo nàn lắm á. Không phải tiền. Bây giờ chú cho cháu ba cái hộp quà này, cháu mở ra, cháu thích cái gì thì cháu lấy. À, thế à? Vâng, cháu cảm ơn chú nhé. Nếu mà quà thì cháu nhận. Rồi, một... Ui, tiền á? Chú cho cháu tiền á? Cháu ngại lắm. Cháu cứ nhận lấy đi, cầm cái tiền này về mà mua gà rán ăn nhá. Vâng, nếu mà thế thì cháu xin. Wow, mở cái thứ hai ấy là một khẩu súng nè các bạn ơi. Nhưng mà khẩu súng này khẩu súng đồ chơi nè. Thôi được, mình đổi luôn nhá. Ok, bây giờ cháu xin chào chú, cháu đi đây. Ồ, không ngờ chú này tốt bụng vậy các bạn ơi. Tiếp nha. Để xem có súng mới nó phải ngon nghẻ hơn súng cũ không. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Mình bắn từ dưới lên, bắn trúng mông bọn nó luôn các bạn ơi. 1 nè. Ui các bạn ơi, có con tin. Em ơi, một bạn bị bắt cóc nè các bạn ơi. Trời ơi, mình phải tránh cái bạn đấy ra nhá. Và chính vì tránh cái bạn đấy hoảng quá nên là mình bị bắn rồi nè. Lại nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi nè, 1, 2 thằng luôn. Vô. Bạn ơi. Yeah. Nào, để xem lần này có những tên xấu xa nào. Ui, lại con tin nữa nè. 1 luôn, 2 nè. Wow, không ngờ ấy, bọn này nó xấu xa như vậy, nó còn bắt cả con tin cơ. Wow, 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 wow. 1 nè. Wow. Khẩu súng của cái chú kia cho mình ấy xịn sò phết đi các bạn ơi. Rồi, tiếp nha. Ta 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 ta. À, lần này thì không bắn thùng xăng được các bạn ơi, bởi vì có con tin nè. Rồi, đã qua rồi nha. Tiếp nè, tiếp nè. Mẹ ơi! Trời ơi! Trời ơi, mấy cái thằng này, trời ơi, dở quá các bạn ơi. Ui, không ngờ chúng nó đứng tận dưới hầm cơ. Tiếp nha. Nào. Nào, chúng mày đâu? Yeah, một thằng rồi. Chúng mày trốn đâu? Đi ra đây tao hỏi tội. Wow, lại còn định làm siêu điệp viên đứng ở khinh khí cầu cơ. Thành phố cả. Trời ơi, bọn này. Ui, có một cái thằng ấy đầu rồng các bạn ơi. Trời ơi, thằng này là đại ca của mấy thằng kia các bạn ạ. Trời ơi, cái thằng này á, sao mà nó dã man vậy các bạn ơi. Đầu nó như con tắc kéo hoa nè. Yeah. Mình đã cùng một tên trùm rồi các bạn ơi. Yeah, yeah, yeah. Wow, bây giờ thì chúng nó không cất tiền ở trên cảng nữa các bạn ơi. Bởi vì ở trên đấy trời nắng quá cháy hết tiền. Với lại Hà Sam
lúc nào cũng đi rình mỏ đấy ấy. Thế nên là bọn nó không cất tiền đấy nữa, mà bây giờ bọn nó cất ở trong một đường hầm. Được rồi, trong một đường hầm mình cũng sẽ tìm ra nha. Ok. Nào, đây nè, bọn nó đây nè các bạn ơi, sợ quá đi nè. Sao mà ở trong đường hầm mà bọn nó còn dùng cả thinh đi cầu bay lên như chim ấy nhỉ? Ồ, rồi, tiền đây rồi các bạn ơi. Cái bọn này dám lấy tiền, lấy trộm tiền ấy. Được rồi nha, bây giờ mình sẽ lấy hết số tiền này để về giao nộp cho chú cảnh sát. Nào, để xem ấy, chúng còn cất tiền ở đâu nữa không. À, có một cái thằng này nè. Đu. Yeah, hạ gục nó luôn. Rồi, ui, bây bây giờ có mấy thằng này các bạn ơi. Ui. Nè, rồi, hạ gục 3 tên cùng lúc luôn ạ. Ui. Sao ở trong này gặp chú này vậy? Cháu không mua. Chú cho, bây giờ chú có một trò chơi nè. Cháu cứ lấy cái nào thì cháu cứ ấn vào là được cái nào thì cháu lấy cái đấy thôi. Vâng ạ, thế thì cháu xin chú luôn. Rồi, ấn nè. Yeah. Để xem nó dừng vào cái khẩu súng nào nha các bạn nha. Wow, khẩu súng màu đỏ luôn các bạn ơi. Yeah. Thế thì mình sẽ lấy cái khẩu súng này luôn. Ok. Nào, tiếp nè. Đâu. Chúng nó đậu nè, một tên. Hai tên. Wow, trượt nè. Nè, ba tên luôn các bạn ơi. Ui, ở đây có hai thằng sinh đôi nè. Ui, sinh mới trả đôi. Wow. À, mình hạ được nó ấy, mà mình cũng chết luôn các bạn ơi. Ta da các bạn ơi, vậy là Hà Sam vừa mới trở thành siêu điệp viên để chiến đấu hạ gục cái bọn xấu xa các bạn ạ. Trời ơi, nó xấu từ ngoài, nó xấu vào trong luôn. Eo ơi, cái bọn đấy đáng phải vào tù. Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.